Đây, đường ron ép đây của zin của máy là không hề đứt nhé, em kiểm nhìn kỹ ha. Không hề đứt nha. Thì nay có em trai từ Nhân Trạch chạy lên Mixcao 969 Nguyễn Ý Trinh để thay bên zin bóc máy cho con 12 Pro Max của mình. Em kể thì thời gian sử dụng của em vỏn vẹn chỉ 2 đến 3 tiếng là hết pin. Nếu mà theo mình sử dụng như vậy thì quá là bất tiện. Sau khi tìm hiểu nhiều loại pin thay thế trên thị trường như Pisen, Energizer hoặc Vsmart thì có một phân khúc em nhắm tới là pin zin Apple bóc máy. Khác với pin zin Apple chạy trần đoán ở chỗ là giá cả chỉ bằng 1/4, chính xác là 688k. Tuy là pin Apple nhưng vẫn sẽ không hiện phần trăm pin và sẽ không được chạy trần đoán, nên anh em lưu ý nha. Em thì có nhờ mình check và kiểm tra bên trong con máy cho em. Thì con máy em là một con máy zin chuẩn. Anh em có thể tham khảo màn và main con máy này để khi nào có đi mua thì có thể đối chiếu một xíu nha. Cá nhân mình đánh giá giữa các loại pin bên thứ ba và pin Apple thì tiêu chí tốt nhất vẫn là pin zin vì độ bền và sự ổn định. Có nhiều anh chị tới thay pin chỉ còn 60 mấy%, nhưng mà tỷ lệ mình thấy pin bị phồng phù chắc chỉ có 1-2 cục. Đây là cục pin zin bóc máy mà mình sẽ thay cho em. Nhìn cổ pin và phông chữ thì anh em thợ cũng đủ biết rồi ha. Tuy nhiên để khách quan, mình để cho em trai so thử cục pin cũ của em với cục pin zin sắp thay coi có giống nhau không. Nó mà khác nhau thì mình tặng cho em một chầu nhậu và thêm một viên pin mới luôn ha. Khâu vệ sinh máy và khâu vệ sinh lớp ron là cực kỳ quan trọng. Việc này sẽ giúp cố định viên pin mới sắp được gắn vào và đồng thời giúp cục pin mới được thả nhiệt tốt nhất khi anh em vừa sạc vừa chơi hoặc dùng sạc nhanh nha. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp khi mình thay pin cho khách á thì anh em thợ toàn dán chồng lên, không có vệ sinh. Việc này thực sự là không đạt kỹ thuật và không hề tốt cho viên pin mới. Nên anh chị có thay ở chỗ khác thì có thể nói anh em thợ một tiếng, nói họ vệ sinh kỹ một xíu là được ha. Giờ thì cùng ráp lại toàn bộ con máy. Tí mình sẽ check con pin này còn bao nhiêu phần trăm và pin hãng nào sản xuất luôn cho nó rõ ràng. Thì sau 10 phút thì đã xong, mình sẽ cho máy lên bàn nhiệt để làm nóng và làm mềm ron áp suất. Việc này sẽ giúp cho màn và ron áp suất kết dính với nhau tốt nhất, vậy thì mới đạt chuẩn kỹ thuật được. Bây giờ thì cùng mình đi xem con pin này còn bao nhiêu phần trăm và của hãng nào sản xuất nha. Pin còn 96%. Xuất là Desay ha. Desay là một trong những hãng làm pin cho Apple. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng giúp mình nha. Rồi chúc em có một trải nghiệm thật là tuyệt vời. Anh chị thấy hay và hữu ích, ủng hộ Mr. Cao mình một like và một follow nha.